Ok, chúng ta bắt đầu thôi ạ. Chơi game lên con mobile một cách rất là văn minh, và mình cũng xin được chúc cho tất cả các đội thi đấu ngày hôm nay có một thành tích thật là tốt và giữ vững tinh thần để thi đấu thật là tốt và giành những giải thưởng cao nhất về cho team của mình ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.